Xin chào chị Hà. Thì cuối năm chị em mình cũng có khá nhiều chương trình từ thiện đi rất là nhiều nơi. Lúc đầu thì chị em mình cũng đi là nơi đại ngàn, nơi mà những cái hoàn cảnh khó khăn của cái nơi mà cao nguyên, rồi đến những cái chương trình cho sinh viên gọi là không có vé xe hoặc là ở lại ăn Tết tại đây. Thì ngày hôm nay Phước Sửu và chị Hà Len đang có mặt tại một cái trường tình thương Anh Linh Phong nha chị Hà. Đúng rồi, đây là một ngôi trường là đã hơn 30 năm tuổi tại quận 7. Thì đây là ngôi trường chuyên dạy tình thương cho các bé từ cấp 1 tới hết lớp 9. Và trường hoàn toàn là dạy miễn phí cho các con của những cái gia đình khó khăn, không có điều kiện đóng học phí, không có điều kiện học tập thì có thể tới trường để mà sinh hoạt và các sơ sẽ dạy ở đây. Đúng rồi, ở đây thì có khoảng hơn 200 em Phong gì Hà. Đúng rồi, hiện tại là tổng hết hai chốt thì là có 250 em. Là sinh hoạt và học hành từ từ lớp 1 cho đến lớp 9 không chị Hà ha? Đúng rồi, và như mình biết thì học sinh, nhất là học sinh mà cấp 2 đó, là cần có đầy đủ các giáo viên bộ môn chuyên môn để mà dạy. Thì trường là có thuê mướn giáo viên đủ trình độ và về dạy cho các em ở đây. Và các em ở đây khi mà tốt nghiệp á, thì đều có thể là bất cứ cấp 1 thì có thể là qua bên trường công học, hoặc là tốt nghiệp cấp 2 vẫn có thể qua trường công học. Ok, thì ở đây một cái cơ sở như vậy mà có khoảng hơn 200 em học sinh. Và khi mà chị Hà Lem và Phước Sửu bước vào đây thì bất ngờ là một cái sự dạy dỗ khá tốt. Đúng và rồi. Nên các em rất là ngoan hiền và rất là lễ phép không? Đúng rồi, thực sự là chị rất là ấn tượng luôn á. So với lại những cái trường công lập bình thường mình vô học sinh hoàn toàn là không hề được một như thế này đâu. Đúng các rồi. Em rất ngoan, rất lễ phép luôn dưới cái sự giáo dục của các sơ. Chính xác. Thì bây giờ là mình đi xem một vài cái hoạt động của tất cả các em. Mặc dù là những cái hoàn cảnh khó khăn như mà các em tới đây thì cũng được là học hành, được tất cả các thầy cô là những cái người gọi là tận tâm và chuyên môn và dạy rất là tốt. Những kiến thức của em ở đây thì có thể là học lên những cái trường và trực thuộc của nhà nước mình luôn. Đúng rồi. Đúng rồi. Và các sơ đã dạy cho các em hết lớp 9, thành ra đâu đó cũng tạo cho các em một cái nền móng để các em có một cái trình độ, có thể như là bé nào gia đình khó khăn quá thì sang cấp 3 thì đi học bổ túc buổi tối, rồi ban ngày đi làm hoặc là học nghề. Đúng rồi. Thì bây giờ là mình thử một vào vài cái lớp của các em đi chị Hà ha. Đây là lớp 6 buổi chiều này. Đây. Mình vào thử một cái không gian của các bé ở đây là cũng tương đối là cũng đầy đủ chị ha. Đúng cũng rồi. Có bảng, có viết, nói chung là trường cũng trang bị khá đầy đủ cho các em, khang trang sạch sẽ. Và ở đây thì tất cả các em đây, đây là học lớp 2, là tất cả cái sách này chắc anh còn không được mua rồi, chỉ được là photo lại và để được học giống như sánh bằng các anh chị em khác. Đúng nhưng rồi. Mà cũng nói chung là cũng được học đầy đủ tất cả những cái chương trình mà theo tiến bộ giáo dục, rất là tốt ha. Buổi sáng nên là các con lớp 2 đang học thì các bé tiểu học buổi sáng á, là tới cái giờ này là tầm 9 giờ mới là sẽ được ăn một cái bữa lỡ. Thì trường có lo một cái bữa lỡ, hiện tại các con đang ra ngoài nhà ăn. Đúng rồi. Những cái hoàn cảnh mà gọi là khó khăn thì sẽ được ở lại ăn bữa lỡ tại trường. Đúng còn rồi. Những hoàn cảnh mà ví dụ trường gọi là không khó khăn lắm thì học tại trường rồi là có thể là tự túc bữa ăn của mình. Nên nó là như vậy thì mới sơ mới có thể là chu toàn và lo hết cho nguyên một trường mấy trăm bạn sinh viên như vậy. Thì ngày hôm nay Phước Sửu và chị Hà Len là cũng tới trường đây muốn tất cả những cái mạnh thường quân, tất cả mọi người gọi là đang chung tay giúp ích cho cuộc đời, gọi là cho đi những cái tình cảm của mình. Thì ngày hôm nay Phước Sửu và chị Hà Len kêu gọi không còn thời gian ngắn nữa là để đến một cái Tết Nguyên Đán rồi, tất cả mọi người sum họp lại với nhau, nhưng mà tất cả các em ở đây những hoàn cảnh khó khăn gần như là không cha không mẹ, hoặc là ba mẹ mưu sinh đi buôn da chai hoặc là bán vé số, thì không có những cái chi phí điều kiện để đón một cái xuân. Thì chị Hà có thể là nói sơ qua là kêu gọi như thế nào để cho các em có một cái phần quà. Về cái phần quà chi tiết thì tí nữa mình sẽ nói chuyện với sơ hiệu trưởng là sơ Kim Sa ở đây, thì sơ sẽ nói rõ cái nhu cầu của nhà trường mong muốn là cho các em có một chút cái không khí Tết đó. Thì tí nữa mình sẽ trao đổi trực tiếp với sơ, tại vì tình cờ là có qua mối quan hệ thì sơ có liên lạc với Hà và nói là trường nhà đây là của thuộc hội dòng Đức Bà, là luôn do các mạnh thường quân đóng góp và để trường có kinh phí để nuôi dạy các em từ nhỏ tới hết lớp 9 như thế.
Nhưng mà năm nay thì do kinh tế khó khăn, thành ra là đang bị thiếu cái nguồn là quà Tết cho các em. Mọi năm thì cũng có một ít bánh trái, nhưng năm nay sơ nói là khó khăn quá, các mạnh thường quân giúp lâu quá cũng đuối, nên thành ra là sớm liên lạc với Hà thì xin cái phần quà Tết cho các em. Thì bây giờ mình sẽ đi gặp sơ Kim Sa đi ha. Đúng rồi, mình sẽ nghe sơ để coi thử cái nguyện vọng của sơ như thế nào và cái phần quà của các em như thế nào để mình có thể là kêu gọi những mạnh thường quân ở đây. Hello mọi người, hôm nay là Hà với lại Phước Sửu có ghé trường Tình Thương Ánh Linh ở quận 7. Thì đây là một ngôi trường cũng tình cờ Hà biết tới, nhưng mà khi mình đến nơi mình rất là bất ngờ. Đây là một ngôi trường cũng đã hơn 30 năm tuổi ở quận 7 rồi. Và trường do hiện tại là đang do sơ Kim Sa là hiện trưởng của trường đã phụ trách. Đây là một ngôi trường Tình Thương. Thì sơ hiện tại trường mình đang dạy các con là từ lớp mấy tới lớp mấy thì sơ ha? Dạ, trường mình là dạy cấp 1 và cấp 2 là từ lớp 1 đến lớp 9. Dạ, dạ. Vậy mình dạy là đầy đủ hết các môn luôn? Dạ, đầy đủ hơn hết các môn. Mình dạy giống như chương trình nhà nước bình thường ở ngoài. À. Các con học ở đây thì cấp 1 thì sẽ ra trường Nguyễn Thị Định, trường tiểu học Nguyễn Thị Định ở quận 7 này để mà thi. Dạ. Rồi sẽ làm học bạ luôn. Rồi trường cấp 2 thì các em sẽ ra trung tâm giáo dục thường xuyên quận 7 thi. Dạ. Và trung tâm giáo dục thường xuyên sẽ giúp làm học bạ cho các em. Dạ vâng. Cho nên các em học đầy đủ hết các môn giống như ở trường ngoài vậy đó. Dạ vâng. Và các con học ở đây có phải tốn chi phí gì không sơ ha? Ở đây là trường Tình Thương cho nên đa số các em hầu như tất cả các em là con của các người dân lao động nghèo, dân ở các tỉnh lên Sài Gòn ở trọ làm thêm á. Dạ. Thì đa số là bán ve chai rồi mua bán ve chai vé số rồi làm công nhân thợ hồ. Dạ. Làm phụ hồ này kia này. Không. Dạ. Không có nghề nghiệp ổn định, nói chung là làm việc không có ổn định. Dạ. Rồi cũng thuê đủ tiền thuê trọ chứ cũng không có đủ tiền cho con ăn học một cái trường ở trong Sài Gòn này đâu. Dạ. Thì các sơ thấy hoàn cảnh như các bé lang thang như vậy thì mới giúp các bạn tới đây học. Yeah. Và các con học tới đây là hoàn toàn miễn phí hết, không có trả một cái chi phí gì hết. Yeah. Tại vì thực sự là mình cũng tạo điều kiện cho các em nghèo được đi học. Chứ cha mẹ đã không có điều kiện để cho các em học rồi thì các em ngoài ra là ngoài không có học là đi lang thang rồi thôi. Rồi có em thì đi phụ bán vé số rồi đi bán nước, bán hàng rong này kia. Yeah, vâng. Yeah. Thực sự là công việc của các sơ con thấy là quá ý nghĩa luôn. Tại vì bản thân như tụi con là đi ngoài đường nữa, tới mấy bé nhỏ mà phải mưu sinh sớm á, thì con cũng hay nghĩ trong đầu là có cái cách nào để giúp cho các con có một cái kiến thức để sau này cái cuộc đời của các con thay đổi. Chứ còn các con cứ đi mưu sinh như vậy thì mình cũng rất là sợ là sẽ bị sa đà vào nhiều cái tệ nạn, hoặc là các con sẽ thành những cái người xấu sau này thì rất là tiếc. Thì nay mới biết sơ và sơ đã giúp cho các con có một cái nền móng để trở thành cái người công dân tốt sau này. Và con được biết là thường là trường các sơ là ngoài dạy cái văn hóa thì các sơ cũng rèn các con rất kỹ về cái kỹ năng sống, kỹ năng sống về cái nhân bản rồi. Yeah. Cái đạo đức rồi ha, mấy sơ cũng hay mở cái những cái mời. Yeah. Người tới để nói về những cái chuyên đề về bạo lực học đường. Vâng. Về phòng chống xâm hại. Yeah. Rồi về phòng chống buôn người, rồi những cái kỹ năng mềm về tiết kiệm điện nước, rồi. Yeah. Bảo vệ môi trường, rồi. Yeah. Cái cách mà ứng xử này kia. Yeah. Thì nói chung là những cái mảng đó thì tụi em ở đây cũng cũng hay đi mời những người có chuyên môn tới nói. Yeah. Chuyện với các em, chia sẻ với các em. Và các em ở đây đi học vậy chứ hiện tại cũng có một số em nó cũng vẫn đi làm thêm. Yeah. Như các em cấp 2 thì là đi học một buổi, cùng một buổi đi phụ, ví dụ như bán quán cà phê, là phụ bếp hay gì. Yeah. Thì các em kiếm thêm cái thu nhập. Thực. Yeah. Sự mình không có thu tiền các em cái gì hết, nhưng mà các em kiếm thu nhập để phụ giúp ba mẹ trả. Yeah. Tiền nhà, trả. Yeah. Tiền ăn uống ở nhà. Yeah. Các em nên thấy hoàn cảnh các em cũng tội lắm. Yeah. Vừa đi học vừa đi làm, vô đây nhiều khi mệt á. Yeah. Làm muốn ngủ thôi. Yeah. Yeah. Nhưng mà nhiều khi mình cũng nói với gia đình này kia, nhưng mà bố mẹ cũng khổ quá đi. Dạ. Yeah. Yeah. Cho nên là họ cũng muốn là con. Yeah. Đi làm phụ giúp gì đó để mà giúp. Yeah. Trang trải. Dạ. Yeah. Dạ đúng rồi, không có. Sơ thấy là tinh thần các con có ham học lắm không sơ? Con nghĩ là chắc một khi đã đến đây chắc các bé cũng thích học lắm ạ. À. Đúng rồi, các. Yeah. Các bạn thì cũng thích học, nhưng mà thật sự là cái nền tảng gia đình á. Vâng. Thực ra là cũng rồi. Có và đúng rồi. Ừ. Ở những cái khu nhà trọ chật hẹp rồi tối tăm rồi về. Yeah. không có chỗ học. Yeah. Không có chỗ học rồi ồn ào nữa, cho nên cái khả năng mà học ở nhà của em rất là thấp.
Rồi vì vì vậy mà sơ ví dụ 1 giờ ở đây là bắt đầu lớp học đi, thì 12 giờ sơ cho các bạn, các sơ cho các bạn tới đây tập hợp lại rồi học bài, rồi mới sơ giao bài cho đó. Là mình hy vọng là có cái giờ này để mà các em ôn bài, chứ không ở nhà ồn ào, không có học được, không có chỗ ngồi, không có góc học tập đó, cho nên là các em cũng không có được cái môi trường tốt để mà học ở nhà đó. Quá tốt luôn. Mà bây giờ con thấy mình dạy mà theo chương trình của Bộ Giáo dục như vậy á, nhất là cấp 2 thì kiến thức khá là nặng, và chắc là trường cũng phải thuê những giáo viên chuyên môn dạy, thì con nghĩ là cũng mình cũng thuê giáo viên, mình cũng trả lương bình thường như bên ngoài hả sơ hả? Dạ đúng rồi chị. Giáo viên cấp 2 là phải đúng, nói chung là giáo viên cấp 1, cấp 2 gì cũng vậy hết, là phải đúng chuyên môn chuẩn của nhà nước. Giống như giáo viên cấp 1 là phải có bằng cấp tiểu học đàng hoàng, rồi giáo viên cấp 2 là phải đúng chuyên môn là văn toán lý hóa, hóa lý hóa sinh, thì bây giờ nó là tích hợp là khoa học tự nhiên, rồi tin học, là tất cả những cái môn đó là sơ ở đây cũng phải thuê giáo viên ở ngoài hết. Như vậy là cái nguồn chi phí hàng tháng của trường cũng khá là nặng, và trường mình là của hội dòng Đức Bà. Tất cả những cái kinh phí con nghĩ hầu hết cũng nhờ các mạnh thường quân giúp để trường duy trì hoạt động như vậy, phải không sơ? Dạ đúng rồi. Bây giờ nhà dòng hỗ trợ rồi các mạnh thường quân ở đây, nhiều khi có người đi qua đi lại thấy trường như vậy đó, thì cho mấy bao gạo hoặc là cho nải chuối này kia, thì cũng có cái phần để mình giúp các em bữa ăn. Còn cái nặng chi phí nhất là cái phần mà trả lương cho giáo viên. Cái chi phí cho giáo viên. Con nghĩ là cái đó sơ con nhận, con nghĩ chi phí cũng rất là nhiều đó. Thì chắc phải có những mạnh thường quân mà giúp đỡ thường xuyên thì trường mới đủ kinh phí như vậy. Và thực sự là mình đi lang thang ngoài đường á, thực sự mình thấy là nhiều bé hoàn cảnh là khó khăn ở Sài Gòn này lắm, nhất là nhiều lúc ở dưới quê á, công việc làm cũng không có, rồi đất đai không có, thì bắt buộc các con và gia đình phải lên Sài Gòn để sống. Mà thực sự là khi mà sống một cái đời mình nhập cư ở Sài Gòn rất là cực khổ, từ cái chỗ mà nơi ăn trốn ở, rồi ở nó chật chội cực khổ, rồi ngập nước đủ kiểu hết, mà các con phải đi mưu sinh suốt ngày như vậy, thì bản thân như là tụi mình là cũng thấy là cũng mong là các con có một cái cách nào đó để các con có được cái kiến thức, các con thay đổi cái cuộc đời. Thì hôm nay là cũng có duyên gặp sơ, thì con thấy là công việc của sơ rất là ý nghĩa luôn. Thì con hy vọng là sau những cái thông tin của con gửi ra bên ngoài, thì sẽ có thêm nhiều mạnh thường quân biết tới trường Tình Thương Ánh Linh ở quận 7, để có thể là giúp đỡ thường xuyên cho trường hơn về như là hiện vật, như là mình cần như thường là gạo, rồi mắm muối bột ngọt này kia, để mình có thể lo một cái bữa ăn xế lẫn là một cái bữa ăn trưa cho các con tiểu học. Còn nếu bé cấp 2 thì không có ăn uống, nhưng mà sẽ cần, hiện tại là sơ đã có nhu cầu là cần như thế nào ạ? Sơ chia sẻ để con coi. Hiện tại thì là gần Tết rồi, cho nên mới sơ cũng hơi thấy là lo lắng, không phải là thấy các em cũng chưa có quà Tết đó. Thì mình cũng đang cầu mong là có ai đó tới cho quà Tết cho các em, để có một cái em cũng có một cái Tết ấm cúng. Thì có thể là mì gói hay là một ít nhu yếu phẩm, rồi bánh kẹo ngày Tết vậy đó. Cho gia đình các em, rồi các em nó vui mấy cái ngày Tết vậy. Rồi ý của sơ là nói chung là trong quá trình học và gọi là đang sinh hoạt thì các con tạm thời ổn. Nhưng mà để có một cái Tết gọi là vui vẻ đoàn viên, hay là sum họp so với những người khác, mà có những món quà tinh thần để gọi là động viên cho giúp cho các em vui vẻ hơn trong dịp Tết, thì hiện tại chưa có những cái mạnh thường quân nào mà tài trợ trong thời điểm này. Bởi vì thời điểm này cũng gọi là cũng khó khăn, và cũng nhiều người họ cũng lo rất là nhiều nơi khu vực khác, mà bên mấy em thì cũng chưa có phần quà này phong sơ. Thì những cái phần quà mà sơ đang nói ra đó là tất cả những cái nhu yếu phẩm mà và là những phần quà để động viên cho các em vào dịp Tết thôi phong sơ ạ. Và tổng số lượng tất cả các em ở đây là bao nhiêu, và dự trù là một phần quà như thế nào, thì sơ có thể là trao đổi với mọi người được không ạ? Hiện tại thì ở trường mình cả cấp 1 và cấp 2 thì 250 em. Và tính sơ sơ, nếu mà cho mỗi em một thùng mì với lại một ít chút bánh kẹo nhu yếu phẩm thì chắc khoảng cỡ 200 là được chị ha. Ý là một thùng mì cũng trăm mấy rồi, thêm nước chai nước tương, nước mắm gì đó xì rồi chai dầu ăn, rồi ít bánh cá, chắc 200. Nhưng mà sơ ơi, cái vấn đề ví dụ tặng mì tôm thì các em có hay dùng mì tôm hay không? Sơ em cũng đang ngại cái vấn đề đó, mà
và thực sự họ không để Sơ có thể nói rõ, bởi vì ở đây các em có ăn mì tôm hay không, nhiều hay không, để mình biết mà nhiều khi nó đúng mục đích hay sao ha. Các em ở đây rất, nói chung là nhà cũng hoàn cảnh lắm cho nên là rất là thích ăn mì gói. Đúng dạ. Rồi. Nhiều khi rồi bố mẹ không có giờ nấu cơm cho con, nó cho con 20-25 nghìn đi ra đường để ăn sáng, ăn trưa hoặc là ăn trưa để đi học, thì đa số là các em lại thích ăn mì. Thực sự mình thấy mì nó cũng ăn nhiều thì nó không tốt, nhưng mà cái đó cũng là một cái niềm vui cho các em ăn. Và đồng thời nếu mà Tết thì có một cái thùng mì ngon ngon thì em nghĩ cũng cứ một thùng mì và ví dụ có một ít lạp xưởng hay là xúc xích gì đó là để cho các em, ví dụ như thay vì những người khác thì quay quần bên tất cả các mâm cỗ này nọ, thì mấy em cũng có những cái bữa gọi là món yêu thích trong nhà. Đúng rồi, thật ra các em rất là thích ăn mì gói với lại xúc xích đấy ạ. Như Sơ nói là tầm khoảng 250 em và cần khoảng 250 phần quà trong dịp Tết. Và từ đây tới đó thì cũng thời gian nó cũng không còn gọi là gần, không còn là gần nữa, còn khoảng hơn 20 ngày nữa là tới Tết rồi. Rất là nhiều thứ để gọi là còn phải lo lắng không chị Hà. Nhưng cũng rất là mong những cái cộng đồng và những cái mạnh thường quân chung tay để cho các em có một cái phần quà mang một cái giá trị gọi là vừa là vật chất nhỏ xíu và tinh thần để động viên cho các em, ngoài những cái việc gọi là phục vụ công việc phục vụ bán vé số hay là mưu sinh ở ngoài, các em vẫn luôn là chú tâm vào việc học để có một cái kiến thức và sau này trở thành những người gọi là giúp ích cho xã hội, không ạ? Thường ở đây học xong cấp 2 đều mà, tại vì các em mà nếu mà lên cấp 3 mà học không nổi nữa thì các sơ đây cũng giúp các em, hướng dẫn cho các em đi học nghề ở trung tâm giáo dục hướng nghiệp của thành phố, thì họ có dạy nghề miễn phí cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Thì mình cũng xin ở trên đó để mà giúp các em trường hợp mà các em không có học nổi nữa, hoặc là gia đình không có đủ kinh tế cho các em lên cấp 3 hoặc là lên đại học, tại vì thực sự học cấp 2 với cấp 1 ở đây thì miễn phí rồi, nhưng mà nếu mà ra trường ngoài nhà nước, ngoài trường cấp 3 ngoài thì các em phải đóng học phí đó. Mà những gia đình khó khăn thì họ muốn cho con em học nghề luôn á, thì các sơ ở đây cũng hướng dẫn giúp cho các em để có một cái nghề là nghề làm bánh hay là nấu ăn hoặc là phục vụ nhà hàng khách sạn, thì bên trung tâm hướng nghiệp thành phố họ có hỗ trợ mình. Con nghĩ là mình đã dạy các con tới hết lớp 9 rồi và Sơ còn hướng dẫn thêm cả nghề nghiệp nữa, vậy là Sơ cũng đã là đào tạo cho các con rồi, một chủ cái yếu... cơ sở nó khá là chắc để các con hòa nhập vào cuộc sống rồi. Học ở đây chủ yếu là tụi em ở đây cũng muốn giúp các em có một cái nền tảng về cái nhân bản đạo đức để mình ra đời mình trở thành người, mình có thể sống tương quan hòa hợp với mọi người, làm những cái công dân có ích cho xã hội, tránh phòng chống không có rơi vào cái tệ nạn xã hội đó. Ví dụ trường Sơ dạy như vậy quá tốt luôn. Còn học kiến thức thì tùy các em có khả năng tiếp thu được bao nhiêu thì học thôi, còn tới một mức nào đó thì có thể, nhưng mà sau này có thể học một cái nghề để mà kiếm sống lo cho mình. Sơ ơi, ví dụ như tụi con mà có lan tỏa thông tin như vậy thì sẽ có nhiều người hoàn cảnh là khó khăn mà người ta muốn cho con người ta học trường tình thương, thì người ta vẫn có thể liên lạc với Sơ đúng không ạ? Rồi. Thường là ai khó khăn ở đây, tụi em không có phân biệt tôn giáo gì hết. Tất cả các em có hoàn cảnh khó khăn. Và rồi tụi em ở đây sẽ xem xét cái hoàn cảnh, rồi đi thăm nhà. Thật sự là nhiều lắm, như vừa rồi là Sơ nhận lớp 6 là cái phòng học rất là nhỏ như vậy, nhưng mà 43 em. Hôm đầu năm là 46, nghỉ bớt 3 em, còn 43 em ngồi sát nhau mà. Nếu mà không nhận thì rất là tội cho các em. Mà nhận thì là cái phòng thì nó hơi bé, cũng hơi chật. Nhưng mà thôi cũng ráng cho các em, tại vì đối tượng mà lang thang, nghèo này kia bây giờ không có chỗ học đó, nhiều lắm. Mà xin như vậy thì các sơ phải xem xét đó. Phải xem xét hoàn cảnh. Rất là tốt, bởi vì bản thân em cũng có hai đứa con được là học trường Sơ, Sơ bên bên hướng Dương. Rất là tốt, và những đứa con mà thường mà được qua Sơ gọi là học thì có một cái nếp sống rất là tốt, và đặc biệt là mới Sơ dạy con giống như là xem con giống như là một đứa con của mình luôn. Rất là tốt luôn. Thì qua cái câu chuyện này thì cũng có một cái lời cảm ơn đến Sơ đã tận tình lo cho tất cả các em mà ở đây có những hoàn cảnh khó khăn như vậy.
thì cũng kêu gọi cộng đồng để cùng chung tay với sơ để giúp cho các em sẽ có một cái cuộc sống tốt hơn, có một cái nếp sống mà như sơ đã gọi là vun vén cho các em, và đặc biệt các em sau này khi ra đời các em sẽ được bay cao bay xa và hòa nhập với cộng đồng. Chắc tất cả những cái sự mong ước của sơ nó sẽ luôn luôn trở thành hiện thực và chấp cánh một cái tương lai cực kỳ xa vời cho các bé, nhưng mà một tương lai cực kỳ tuyệt vời sơ ha. Thực sự là để mà nói là giúp một cái thế hệ các em như vậy là không phải chỉ mấy sơ không đâu, nhưng mà là cái sự cộng tác giúp đỡ của quý ân nhân Mạnh Thường Quân là nơi này nơi kia cũng giúp cảm thấy cái hoàn cảnh của các em như vậy á, thì có thể giúp đỡ, thì cái đó là một cái phần đóng góp rất là lớn của các Mạnh Thường Quân. Và thực sự trong thời gian vừa rồi mà trường cũng tồn tại được là cũng là nhờ cái sự giúp đỡ đó. Và cũng ngày thực sự bây giờ thấy kinh tế ngày càng khó khăn á, thì cũng ít người có khả năng để mà giúp, nhưng mà mình cảm thấy mình cái trường mình tồn tại được như vậy thì là một cái ơn trên để mà ơn Chúa ban á. Dạ. Cảm ơn Chúa và cũng cảm ơn mọi người rất là nhiều đã giúp đỡ cộng tác với các sơ đây để mà giúp cho các em có hoàn cảnh khó khăn có một cái tương lai có thể nói là tốt hơn. Mình mong muốn các em có một cái tương lai tốt đẹp hơn. Đúng rồi, cảm ơn sơ rất nhiều. Hy vọng là tất cả những cái điều của sơ làm sẽ mang một ý nghĩa rất là tốt và nó lan tỏa đến những cái Mạnh Thường Quân, và ở đây sẽ là một môi trường luôn luôn đông đúc và sẽ cho đi rất là nhiều. Cảm ơn chị Hà. Cảm ơn sơ rất nhiều. Dạ. Sơ nhé. Dạ. Sơ sức khỏe và luôn luôn là dạy ơn được những cái cây mà gọi là những cây lớn có giá trị, cái cây cổ thụ sau này. Dạ. Em đang nói là ở đây là cái sự mà phát triển của các em là nhờ cái cộng đồng, cả cộng đồng mình chứ mấy sơ cũng chỉ là mở ra rồi khơi gọi thôi. Dạ. Rồi tất cả mọi người cùng chung tay đóng góp thì dạ, các vâng, em mới có rồi. Một cái tương lai dạ, tốt đẹp. Dạ. Dạ, vâng. Đó là ngay cả cái sự cộng tác từ phía gia đình của các em giúp tạo điều kiện cho các em đi học. Yeah. Rồi các thầy cô cũng hy sinh, thật sự các thầy cô cũng hy sinh tới đây. Nhiều khi ở mình dạy chỉ vài tiết thôi, nhưng mà họ cũng hy sinh vì cái trường mình thì cũng tới, xa xôi cũng tới. Rồi các Mạnh Thường Quân cũng thấy cái hoàn cảnh các em như vậy, nó cũng giúp đỡ. Đó là cái sự đóng góp của cộng đồng. Yeah. Mình nghĩ là cái đó rất là quan trọng, cái sự đóng góp của cộng đồng rất là quan trọng. Cảm ơn sơ, sơ rất nhiều. Ai đem chua hả? Rồi con đi bán là con bán rau hay con ngồi một chỗ không bán? Dạ con đi qua mấy cái bánh chặt của đường mà đứt cửa rồi. Vậy hả? Là con bán bữa nào, buổi tối hả? Dạ con bán từ 6 giờ tới 9 giờ. Có biết được tiền được bao nhiêu không? Dạ nếu mà 5 hộp thì 150. 5 hộp, ngày bán được 5 hộp là được 150 ngàn hả? Dạ. Rồi con mang về con đưa cho ai? Dạ chị họ con. Chị họ con hả? Con đang ở với chị họ hả? Dạ con ở ông bà ngoại. Ông bà ngoại với chị họ, rồi ba mẹ đâu? Dạ mẹ con thì đang ở dưới quê, còn ba con thì đi làm mấy tháng nay chưa về. Rồi đó, giỏi quá trời. Rồi có hai chị em ở với nhau với ông bà ngoại thôi. Dạ. Rồi ông bà ngoại chắc về chưa? Dạ ông con cỡ 70, còn bà con cỡ 68 rồi. Giỏi quá. Rồi con đi học ở đây con thấy có dễ hiểu bài không? Dễ. Con có thích học không? Thích lắm đúng không? Cố gắng có được sinh giỏi không nè? Giỏi vậy hả? Trời ơi, chúc mừng con nha, thích quá. Con học lớp mấy? Dạ lớp 2. Gán nha, gán học giỏi, mai mốt là đổi đời luôn nha, mai mốt là lớn lên làm giám đốc nha. Dạ. Không có đi bán nem nữa đâu nha. 5 giờ mấy? 5 giờ mấy là bạn đi bán vé số rồi về đây gọi gửi cái số lại, với lại gửi tiền lại cho sơ. Sau đó vô học. Dạ. Học rồi buổi chiều con đi bán tiếp hả? Buổi trưa là đi bán rồi xong tới hết cái rồi cái con về con tắm rửa ngủ trước rồi tính 3 giờ rưỡi làm viết bài xong con đi lấy xuống bán tiếp. Con bán tới mấy giờ? Con bán tới nếu mà bán được cái thì là 9 giờ mấy, còn không là 10 giờ mấy. Trời ơi, sao giỏi vậy? Bao nhiêu tờ biết không? 360 tờ. Trời ơi, giỏi vậy đó hả? Bán từ 5 giờ rưỡi sáng tới 11 giờ khuya, con ngủ vậy là rất là ít luôn á. Rồi con có thấy mệt mỏi lắm không? Dạ không. Không mà giỏi quá trời luôn. Rồi con bán số, con mang tiền gì cho ai? Cho mẹ. Vậy hả? Rồi con đang ở với mẹ hả? Dạ. Vậy mẹ con làm gì? Mẹ con cũng bán luôn. Mẹ con đi bán số hả? Rồi nhà con có mấy anh chị em nè? Có mình con. Có mình con với mẹ thôi. Rồi ba đâu rồi? Dạ, ba đi làm. Ba cũng đi làm luôn. Dạ. Rồi gia đình bây giờ đang ở trọ hay là có nhà ở rồi? Dạ ở trọ. Vậy hả?
Con đang học lớp mấy ở trường Ánh Linh ha? Dạ, con học lớp 2. Dạ hả? Con học có thích không? Thích. Thích lắm không? Có nhiều bạn bè vui ha, lúc học là được vừa học vừa chơi đó, vui hơn đúng không? Dạ. Con đi bán vé số có bị ai bắt nạt con bây giờ không? Có bị ai cướp vé số bây giờ không? Có bị cướp mà lúc ấy con không có để ý mình quận tư á. Qua bên bển có trong cái hẻm tối á. Cái cô kia đưa, cái cô kia nói nhà vô để cô mua cho, tại vì cô hỏi lần trước cô mua một thùng tờ, lần này cô mua hết luôn. Cô nói là nó có gì cô lấy tiền, cô đi mất tiền luôn. Trời ơi, cô lấy tiền hay lấy giấy số? Lấy tiền lấy số luôn. Lấy tiền lấy số để luôn cô hả? Đưa, để cô vô, cô lấy đưa tiền chẳng đưa cho cô. Cô chặt để cô vô, cô lấy chút xíu rồi cô ra liền rồi. Lấy hai cũng thương quá, lấy tiền tiên mấy hai tiếng không lại, giờ cũng mấy hai chưa. Trời ơi, rồi con lúc đó con làm cái gì? Lúc đó cái mẹ điện rồi cái con đi về luôn. À, con về đúng không ạ? Rồi bình thường là con tự đi bộ đi bán vé số hay là có mẹ đưa rước gì không? Nếu mà hơn 7 cái chủ nhật mà mẹ có đi bán thì con sẽ lấy xe đặt đi. À, giỏi quá ha. Rồi, nhiều lúc mẹ không có liên lạc với con, liên lạc kiểu gì? À, mẹ có mua cái điện thoại trước, bỏ vô giỏ con còn điện thì con muốn về, con về. À, mua điện thoại dùng dỗm con cầm theo hả? Dạ, con lấy trong túi á. À, vậy hả? Giỏi quá ha. Con ra đời sớm vậy là mốt con rất là giỏi luôn á. Mới có học lớp 2 thôi, mình mới học 2 thôi. Quán được có không? Buổi sáng á, tiền mặt được chứ. Dạ, biết. Người này người kia cho. Tiền mặt cái khối tiền kia sáng. Ừ. Khi sáng giờ bán được bao nhiêu mà còn nhiêu đây? Dạ, con bán được cho sơ tiền hết 301 rồi. À. Được 301 ngàn. Đưa cho sơ 301 ngàn. Rồi cho sơ giữ dùng đúng không? Rồi tới trưa rồi ở đây có được ăn cơm luôn không? Sao? Dạ, có nhưng mà con nghỉ ăn cơm. À, nghỉ ăn cơm hả? Rồi con đi bán tiếp luôn, học xong con đi bán tiếp luôn. Ừ, giỏi quá, cảm ơn con trai nha. Dạ. Rồi, cố gắng giữ gìn sức khỏe nha, làm đi đường cẩn thận nha. Cẩn thận xe cộ nha. Dạ. Cảm ơn con trai. Bây giờ mình sẽ thử vô lớp này là đang là lớp 2. Lớp 2 các con học buổi sáng thì tình hình là thấy lớp cũng khá đông ha, cũng hai mấy em. Giờ xin phép cô giáo cho em nói chuyện với lại bé. Các con ở đây hầu hết là cũng cô thấy đều rất là sáng sủa nè. Xin trai xin gái nhưng mà có một số bé là chắc cũng đi làm thêm nên là hơi ngâm một tí. Chào con trai. Dạ. Con tên gì? Dạ Nguyễn Đức Đạt. À Nguyễn Đức Đạt, là trời tên đẹp quá. Rồi hiện tại là con đang học ở đây buổi sáng đúng không? Rồi dạ. Con có phải bận đi làm thêm gì không? Dạ có. Vậy hả? Con có hả? Con làm thêm gì? Dạ không, bán với số phụ chị ba. Ồ giỏi quá ha. Rồi con đang ở nhà gần đây không? Dạ hơi gần, con ở quận tư. Ở quận tư lần hả? Con đang ở với ai? Con ở với mẹ với chú với chị hỏi con. Với mẹ với chú hả? À rồi ba con đâu? Con là ba con đi biển. À ba con đi biển hả? Dạ. À rồi nhà con có mấy đông anh em không? Dạ, con có 3 người. À rồi bây giờ buổi sáng thì con dậy rồi con tới trường để con đi học. Học xong rồi là trưa thì con ăn uống ở đâu mà rồi con lại đi bán vé số? Dạ con ăn uống ở trường. À được ăn ở trường một bữa trưa xong dạ. Rồi con đi bán luôn hay sao? Con về ăn xong con về con mới đi bán. À con về nhà rồi con mới đi bán vé số hả? Dạ. Thường con đi bán bằng đi bộ hay là đi bằng phương tiện gì? Dạ đi bằng bộ. À rồi con bán ngày được nhiều không? Dạ được. Được khoảng nhiêu tờ nhớ không nè? Dạ là 50 tờ. 50 tờ hả? À rồi con mang vé số về mang tiền về cho ai? Mang cho chị ba con. À mang cho chị ba hả? Dạ. Giỏi quá ha. Rồi bữa nay học ở trường Tình Thương rồi có được điểm cao không? Dạ được. Được gì nè? Học sinh giỏi không? Chưa. Chắc được khá đi tiến rồi đúng không? Dạ. Được khá cũng giỏi rồi. Cô thấy con cũng sáng sủa lắm á. Nhớ là có làm nhưng mà vẫn là cố gắng là duy trì là học tập tới ít nhất là hết lớp 9 nha. Dạ. Sau đó con sẽ có thể là học lên đại học được hoặc là con đi học nghề gì đó thì sẽ giúp cho con là sau này thành một cái người là có giá trị và thành đạt nha. Dạ. Sau này biết đâu làm giám đốc hay làm nhà khoa học luôn đó. Rồi cảm ơn con trai. Các con ngồi xuống đi. Đây là mình đang ở trong lớp 2 ha. Thì các bạn cũng có một số bạn vì hoàn cảnh thì khá lớn tuổi hơn cái lứa tuổi lớp 2 bình thường. Con trai có thể cho cô phỏng vấn ít lời không? Bạn này lớn. Nó lớn rồi, nhát rồi đúng không? Ok rồi, cô cảm ơn các con. Cô thấy là các con rất là ngoan luôn á. Rồi cô chào các con nha. Rồi học mà ghi lên cây tay luôn nè. Rồi dễ thương quá. Rồi cảm ơn các con.